chào tất cả các bạn nhá. Nếu như các bạn cùng nghe xem làm lễ lẩu sen ở tại nhà khách Thế Gian Thế nhá, ở bản Thí Vân Thủy nhá, Chi Lăng Lạng Sơn. Cái này là lễ gì đây bà? Lễ gì đây? Đón ngựa đấy. Đón ngựa? Ừ. À, vâng. Đây là đón ngựa đây thôi nhá. Thế không làm giống mình con ngựa à? Đấy, làm như thế. Có à. Yên, có các à, đấy. Có yên thôi à? Vâng. Có đường tiếng, đường ngựa đấy. Tưởng là làm giống con ngựa hay mình hay cúng ngựa? Không phải. Đấy không? Con này là con ngựa. Con ngựa là ngựa bay à? À. Ngựa bay không phải ngựa cưỡi. Không phải ngựa đi bộ phải không? Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả quý vị nha. Con ngựa này đi trên không, nó không có đi trên đất nữa. Buộc vào bên trên trước cửa nha quý vị nha. Đâu cái này nữa à? Nghiêng nghiêng cái này cho bây giờ đón ngựa xong đến đón gì các cô? Các thầy mới biết à? Chắc là chuẩn bị đón tướng quý vị. đón ngựa xong đón gì nữa anh? À thầy. Xong rồi anh. Chiều tối mới làm chưa à? À vâng. Đêm nay bị cưới ngựa. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem nhé.
Đấy đây. Thay trang phục. Cái tên là bạn cái tính của mình năm nào.